Và chúng ta có hai phiên bản của máy rửa xe của nhà Shiseido. Đầu tiên sẽ là máy với công suất là 1400W, còn bên này là máy với công suất là 1000W. Đó. Chúng ta có thể thấy là hai chiếc máy này có thiết kế vô cùng nhỏ gọn với tay xách này. Đó, và chúng ta có thể mang đi mọi lúc mọi nơi này. Ok ạ. Phía trước thì chúng ta sẽ có nút bật tắt công tắc này. Đó. Và đây là đầu ra này. Đấy. Còn bên này là đầu vào này. Ok chưa ạ? Rồi. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp chiếc máy này. Đây, chúng ta sẽ lắp ấn vào đây. Rồi, đó. Các bạn có thể thấy thì Tuấn Giang thao tác rất là nhanh gọn và dễ dàng. Và điểm tiện lợi là chiếc máy này này có khả năng lấy nước linh hoạt. Đây. Đó, chúng ta sẽ lắp vào đây. Vặn vào. Đấy, cực kỳ linh hoạt luôn. Nó được trang bị đầu kết nối để lấy nước, có thể được đại đa số với các cái vỏ nước trên thị trường. Đó, đây. Người nhìn thấy chưa? Ok. Nó có thể lấy được trong xô này, chậu này. Và chiều dài của dây lên tới là 15m, giúp các bác có thể thoải mái di chuyển mà không phải kéo vào theo máy. Bây giờ thì chúng ta sẽ pha dung dịch tạo bọt vào đây nhá. Đấy, cho một lượng vừa phải vừa đủ này. Rồi, và sẽ pha với nước vào đây để tạo bọt. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp vào đây này. Đấy, xoay lại này, thật chặt vào. Đấy. Đây là. Ngoài việc lấy nước từ vòi ra thì chúng ta có thể sử dụng nước ở trong xô, chậu và trong ao hồ để rửa xe. Đấy. Chúng ta còn được tặng thêm một chiếc khóa ở đây để lấy nước từ vòi. Và ngay bây giờ hãy cùng Tuấn Giang phun bọt vào chiếc xe này nhá. Nào. Thì em vừa mới phun rồi các bác ạ. Em vừa lau qua rồi. Và bây giờ thì em xin phép được rửa xe luôn các bác nhá. Các bạn nhìn em này. Đấy. Lực nước cực kỳ mạnh luôn. Phun đến đâu là đi hết sạch bọt bấy bẩn đến đấy. Đấy. Đó. Đó, ok kìa. Lực nước này thì không có bất bẩn nào có thể chống chọi lại được à. Lên tới là 100 PPM. Đấy. Thì đến đâu là chúng ta thấy là coi như là bọt hay là bụi bẩn đều bay hết, không còn dính lên xe nữa.